Xin chào tất cả các bạn, các bác, anh chị em đam mê câu cá. Em còn ít mẫu cần tầm trung vừa tiền, bạn nào có nhu cầu thì alo em nhé, em còn vài mẫu thôi. Dạo này thì nguồn hàng về nó hơi khó khăn một tí, nên đang phải chờ các bạn. Chỉ còn mấy mẫu này thì bác nào có nhu cầu alo em nhé. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. Hoặc em để một số điện thoại trên tiêu đề video ấy. Nói chung đa phần ở nhà chỉ còn toàn hàng tầm trung thôi, kể cả hàng mới đấy, chỉ đa phần là còn hàng tầm trung. Bạn nào có nhu cầu alo em nhé. Đầu tiên là chúng ta có mẫu Daiwa Phantom 3 khúc anh em nhé. Daiwa Phantom Sup 3 khúc 33425. Đây, 33425 này. Cây này có giá là 4.450.000. 4.450.000 nhé. Đây, thông số kỹ thuật đây. 4m25, độ dài của một đốt là 149 cm, 3 đốt, trọng lượng là 510 g, đường kính ngọn là 3 mm, gốc là 23,7 mm, hàm lượng carbon là 99%, còn 1% là thành phần khác. Đấy. Nói chung đây là phân khúc tầm trung vừa túi tiền nhất hiện tại trên thị trường đang có, mà hàng chính hãng 3 khúc. Bạn nào có nhu cầu alo em nhé. Hàng mới thì chỉ có con này là rẻ nhất thôi, không còn con nào giá thấp hơn đâu. Còn những con mà hàng Pro Sup rồi Sup Leader 2 ngọn, 3 ngọn gì đấy, nói chung nó là hàng tàu anh em nhé, hàng tàu nhái, không phải hàng xịn đâu. Nhưng nó trên cần nó không có công nghệ đâu, anh em nên nhớ như vậy. Nó cứng, nó cứng, nó đanh thật nhưng nó không có công nghệ gì cả. Và đấy là hàng nhái thôi chứ không phải là hàng chính hãng. Còn nếu mà các bác nào có tầm 4 triệu rưỡi đổ lại thì lấy con này chơi nhé. Thích chơi ba khúc lấy con này chơi. Đấy. Nó vừa bền lại vừa trâu bò. Còn tiếp tục em có mẫu Daiwa Price Sup 33425. Giá là 2.350.000 nhé, 2.350.000. Anh em nào thích thì alo em nhé. Đấy, số điện thoại quên, số điện thoại em để trên video ấy, các bác cứ liên hệ. Còn đây độ dài của nó là 4m25, thu lại là 117 cm, 4 nóng, trọng lượng là 485 g, thu lại được cái ngọn 2,7 mm, đường cái gốc là 24,7 mm, hàm lượng carbon 92%, 8% thành phần khác. Hiện tại phân khúc dưới 2.500.000 thì con này là ok nhất này. Đấy. Nó là hàng chính hãng nhá, chứ không phải hàng nhái gì đâu. Anh em đừng có so sánh con này với lại con Sup Leader xanh ngọc tàu nhái nhá. Con đấy nó không có công nghệ gì đâu. Con đấy cứng hơn con này thật. Con Sup Leader xanh ngọc tàu nhái cứng hơn con này thật, nhưng mà giòn hơn con này. Cứng hơn nhưng giòn hơn vì nó không có công nghệ gì cả. Đánh con này này. Đấy, bác nào mới tập chơi ấy mà muốn chơi vừa tiền tầm hơn 2 triệu thì lấy con này. Nguyên hộp 2.350.000. Còn nếu mà có tiền hơn một chút thì các bác nên mua con này, Daiwa Vega Sup T33425 màu xanh ngọc. Đấy. Con này thì em vẫn được bên hãng trợ giá nên anh em có giá là 3.600.000 nhá. Giá niêm yết là 3.900.000 đấy. Trợ bên Giang Trường đang được trợ giá là 3.600.000. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Rồi. Daiwa Vega Sup màu xanh ngọc. Con này thì nằm ở trên phân khúc chữ đỏ và dưới Daiwa Xtra. Xtra Sup. Về thông số con này thì nó độ dài 4m25, thu lại là 117 cm, 4 nóng, trọng lượng là 480 g, đường kính ngọn là 2,6 mm, đường kính gốc là 24,7 mm, hàm lượng carbon là 93%, 7% là thành phần khác. Đấy. Nói chung là cần rút hàng chính hãng thì không có con nào vượt mặt được con này đâu. Đấy. Hàng mới nhé, không có nào vượt mặt được con này, hàng mới đấy. Hiện tại chỉ có mình nó là phân khúc đánh nục gọi độ cứng tương đối mà là rẻ nhất thôi. Dưới nó cũng có nhưng mà nó mềm lắm, đánh chỉ đầu cần thôi, không đánh được xa xa một tí đâu. Còn bên này em có cây Sup Leader SF
45 xích, bản đẹp nhá. Con này thì đẹp long lanh luôn, gần như là không có vết xước cả, có một vài vết xước răm mờ mờ thôi. Đấy, hàng đẹp long lanh luôn. Đấy, đẹp long lanh. Con này giá là 8,2 triệu nhé, 8,2 triệu bản đẹp. Đấy, không phải lăn tăn. Cầm con này thì không phải lăn tăn, hàng nó đẹp. Giá là 8,2 triệu nhé. Hình thức là đẹp. Đấy, gần như là không có vết xước, gần như thôi nhé, gần như không có vết xước nào. Mà có thì chỉ là vết xước răm mờ, gần như mới cứng. Giá 8,2 triệu, cây này sẽ được tặng kèm một bao cần nhé. Đấy, tặng kèm một bao cần như này. Khi lấy cây cần này thì các bác được tặng kèm một cái bao cần như này, tặng kèm một bao cần này nhé, bao cần loại đẹp. Còn cái bao cần nguyên bản theo cái dòng này thì nó mỏng lắm, nó mỏng bay ấy mà. Đấy, giá 8,2 triệu anh em nhé, bản đẹp, hầu như không có vết xước gì, gần như là mới cứng luôn. Hàng 99% đấy, đẹp long lanh luôn. Còn bên này thì em còn cây Submitter EVSF 45X sản xuất tại Indonesia nhé, nhưng mà hàng chính hãng luôn. Còn tiếp theo có cây Submitter EVSF 45X, giá cây này là 6,3 triệu anh em ấy, 6,3 triệu. Đấy, cây này có cái video em đăng nhầm giá 5,3 triệu, nhưng chỉ có mỗi một bác hỏi thắc mắc thôi, còn lại anh em không để ý đâu, vì nếu cây này 5,3 triệu này quá rẻ luôn. Đấy, nhiều bác không biết về cần nếu bác không để ý. Đấy, cây này giá là 6,3 triệu các bác, 6,3 triệu khoen pad Fuji nhé. Đấy, khoen pad Fuji, hình thức có sức dăm. Đấy, nhưng không đáng kể, còn tương đối đẹp. Đấy, 7 khoen, chỉ có một khoen K, còn lại là khoen 3 chân Fuji Six nhé. Giá cái này là 6,3 triệu các bác nhé, 6,3 triệu. Màu xanh nước biển Submitter EVSF 45X 3 khúc, giá 6,3 triệu. Còn ở đây em còn một cây Tournament Sub T33 425, bản đẹp nhé, bản đẹp nhé. Đấy, bản đẹp. Cây này giá 8,5 triệu nhé, giá 8,5 triệu. 8,5 triệu, pad titanium. Con này hầu như là không có vết xước, có vết xước rất là ít thôi, không đáng kể luôn. Nói chung là hình thức là đẹp, các đốt trong rất là đẹp. Khoen thì màu xám nhé, màu xám. Đai qua thì các mẫu cần cao cấp, các dòng đời trước của nó đều là khoen màu xám hết. Đây, định vị khoen này. Đấy, định vị khoen này. Đấy, Tournament Sub. Giá 8,5 triệu các bác nhé. Bắt đầu có nhu cầu alo em nhé, bản đẹp. Thích hợp cho anh em đánh dù, đánh cước. Đấy, đối với các bác nào thích không ưa bạo lực ấy, thì đánh con này cảm giác nó rất là phê. Mà dòng cá thậm chí mười mấy cân bình thường, không có gì phải lăn tăn cả. Còn đối với các bác ưa bạo lực thì con này nó không hợp tay các bác đâu. Con này là xê chút. Đấy, sản xuất tại May in Thái Lan này. Giá 8,5 triệu các bác nhé, giá 8,5 triệu. Tiếp tục còn cây cuối cùng là cây Daiwa PowerCat 27455GHX. Đấy, sản xuất tại Main Core. Cây này giá 3 triệu, giá 3 triệu 3 nhé, giá 3 triệu 3. Cây này thanh lý cho các bác 2,8 triệu, duy nhất một cây. Còn một cây em thanh lý lốt. 3 triệu 3, thanh lý 2 triệu 8 nha. Bác nào bầu kết thì liên hệ nhanh, vì cái này anh em mua mới là hơn 6 triệu, hơn 6 triệu cái này, chứ không có giá là bằng nửa giá tiền, chưa bằng nửa giá tiền đâu. Đấy, 3 triệu 3 em bán thanh lý luôn, có một cây duy nhất thôi, 2 triệu 8, anh em nào nhanh tay liên hệ. Đây này,
Daiwa HX PowerCard 27405G. Con này mua mới nguyên hộp, đập hộp là hơn 6 triệu, hơn 6 củ đấy. Xích cao, khoen xích cao này. Đây. Định vị khoen này. Định vị khoen này. Anh em nào đánh đầu cần hoặc đánh tầm độ 25 mét đổ lại. Đấy. Hoặc là đánh độ 25 30 mét đổ lại, nước không quá sâu, đánh con này rất là phê luôn. Đánh dù đánh cước đều được, độ lẩy cực tốt. Độ lẩy cực tốt luôn, giá thì không phải lăn tăn. Giá có 2 triệu 8, giá khá là bèo bọt luôn. 33 bán thanh lý 2 triệu 8 nha anh em nhé. Giá 3 triệu 3, thanh lý 2 triệu 8, một cây duy nhất thôi. Đấy, có một cây duy nhất thôi nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Đấy, hình thức còn khá là đẹp đấy. Hình thức còn khá là đẹp chứ không phải xước xác gì đâu. Nguyên bản khá đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đấy. Cần cái gì thì alo cho em. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé. Đây là hàng của Vương Quốc Hương, Nam Sách, Hải Dương. Còn đây là hàng của Ngô Quang Tình, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.